Hai lúa đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục series về ITBA Documentation. Trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về việc viết email. Viết email đó là một trong những cái yêu cầu công việc, một trong những cái kỹ năng cần có, cũng như là cái việc viết email đó là một trong những cái nhiệm vụ nó khá là thường xuyên, một trong những cái công việc khá là thường xuyên hàng ngày, gần như là có thể đôi khi ngày nào các bạn cũng có thể viết email cả. Cho nên cái việc mà chúng ta trang bị những cái kỹ năng liên quan tới viết email sao cho nó đầy đủ, rõ ràng, có thứ tự lớp lang, đó là một trong những cái kỹ năng gần như là bắt buộc phải có của bất kỳ bạn nào. Không nhất thiết các bạn phải làm ITBA thì các bạn mới sử dụng email, mà còn rất là nhiều công việc khác các bạn cần phải đảm bảo được cái hệ quả, đảm bảo được cái hiệu quả trong việc mà các bạn viết email, để mà chúng ta có thể thực hiện công việc một cách nó trọn vẹn, một cách nó đầy đủ và hoàn thành công việc được giao. Các bạn sẽ thấy là tại sao chúng ta phải viết email. Thứ nhất là chúng ta trong quá trình làm việc, chúng ta cần phải trao đổi, xác nhận thông tin trong quá trình các bạn làm việc nè, các bạn làm dự án nè. Thứ hai, các bạn sẽ cần sự tư vấn góp ý các cái nội dung nghiệp vụ. Tại vì nếu như các bạn tư vấn góp ý theo kiểu là truyền miệng, theo kiểu là nói chuyện á, thì dẫn tới là đôi khi các cái nội dung nó không có được lưu trữ lại, các bạn sẽ bị quên, các bạn sẽ bị sót, cũng như là trong trường hợp các bạn cần tìm lại thì cái tài liệu nó sẽ không có được đầy đủ. Việc mà chúng ta tư vấn góp ý ở email nó sẽ giúp cho chúng ta có thể lưu trữ lại cái thông tin đó. Ngoài ra thì một trong những yếu tố mà các bạn thấy là chúng ta trong quá trình làm dự án, nếu như các bạn chỉ nói chuyện nhiều, các bạn chỉ sử dụng các phương thức mà vocal, các phương thức nói chuyện, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta không thể nào lưu vết lại các cái nội dung mà chúng ta trao đổi. Điều này sẽ dẫn tới là những cái vấn đề quay xe, những vấn đề lật lọng, những vấn đề kiện cáo. Cho nên là email đó là một trong những cái công cụ rất là hữu dụng, lưu vết lại các cái nội dung trao đổi, đảm bảo bằng chứng khi mà xảy ra bất kỳ một cái tranh chấp nào. Ngoài ra thì email cũng là một công cụ để mà các bạn yêu cầu bất kỳ một cái bên nào đó người ta xử lý công việc làm sao cho nó mang tính chính quy, mang tính là official, để mà chúng ta có thể hoàn thành cái công việc mà chúng ta mong muốn. Các cái thành phần của email nó bao gồm những thành phần như thế nào? Các cái thành phần chính của email bao gồm là đối tượng nhận, phần mở bài, phần nội dung chính, phần kết luận hoặc là yêu cầu một cái công việc, một cái nghiệp vụ nào đó, phần gửi lời cảm ơn và phần chữ ký của email đó. Đầu tiên là đối tượng nhận. Thì đối tượng nhận thì các bạn cần phải xác định rõ các cái đối tượng mà các bạn muốn gửi để mà các bạn đưa vào mục to trong cái việc mà các bạn đưa các cái địa chỉ email. Còn các cái mục CC thì chúng ta chỉ là những cái đối tượng đọc thêm, những cái đối tượng cần biết thông tin mà thôi. Thì thường á, đối với những cái đối tượng nhận, người ta thường dùng những cái kính ngữ để mà mở đầu, để mà chúng ta giống như là trong công việc hàng ngày, trong cái giao tiếp hàng ngày, các bạn sẽ thấy là chúng ta luôn có cái sự kính ngữ trong quá trình chào hỏi với nhau rồi chúng ta bắt đầu câu chuyện á. Thì email nó cũng là một kiểu giao tiếp tương tự như nói chuyện thôi, cho nên là chúng ta cũng cần có những cái sự mở đầu. Thì chúng ta sẽ có những cái dạng kính ngữ như sau. Thứ nhất là kính ngữ theo kiểu là kính gửi. Các bạn sẽ dành cho các cái tình huống cần sự kính trọng, tôn trọng hoặc là cho cấp trên, cho người bề trên. Thứ hai là các bạn có thể dùng từ dear, thì dùng thông dụng cho người đồng cấp, hoặc là dùng cho cấp dưới, hoặc là dùng một cách giao tiếp thông thường. Bản thân đôi khi các bạn có thể dùng từ dear cho cấp trên nữa, trong trường hợp mà các bạn trao đổi một cách đơn giản, một cách bình thường thôi, thì các bạn có thể dùng từ dear, không nhất thiết lúc nào cũng phải dùng kính gửi. Đôi khi kính gửi nó dành cho những cái tình huống nó mang tính trang trọng, nó mang tính là cần sự chuyên nghiệp thì chúng ta cần dùng từ kính gửi, còn hầu như là dùng một cách nhanh chóng thì người ta dùng từ dear là chủ yếu. Từ hai thì tốt nhất là đừng dùng từ hai cho cấp trên, dùng từ hai cho bề trên hay cấp trên nó rất là thiếu tôn trọng hoặc đôi khi là vô lễ. Các bạn nên dùng từ hai dành cho những cái tình huống đơn giản, dùng cho những tình huống đồng cấp, dùng cho những tình huống mà cho cấp dưới, vân vân. Cái đối tượng gửi được trình bày thì các bạn cần theo thứ tự là đối tượng chính. Các bạn sẽ là những cái đối tượng mà chúng ta sẽ gửi trong cái phần send to trong email. Rồi tiếp theo là phần CC. Các bạn có thể để chữ CC trong cái phần mà kính ngữ ban đầu, hoặc là có thể bỏ qua cũng được, không cần thiết. Cái này thì optional thôi. Phần tiếp theo là phần mở bài. Thì bất kỳ cái email nào nó cũng phải có cái sự mở bài của nó. Bất kỳ email nào nó cũng phải có cái sự dẫn dắt câu chuyện. Thì thật ra email nó là một cái phương thức trình bày văn bản mà. Cho nên là
văn bản nào nó cũng có cái phần dẫn dắt câu chuyện ban đầu, chứ đâu phải là các bạn cứ nhảy vào và các bạn nói luôn tuồng đâu. Trừ trường hợp là các bạn đang trong một cái luồng email trao đổi qua lại thì có thể các bạn bớt cái phần mở bài này. Còn nếu như các bạn đang khởi tạo một cái luồng email mới thì cái việc mà các bạn có đầy đủ cái phần về mặt mở bài này đó là cực kỳ quan trọng. Thì cái phần mở bài này chúng ta sẽ trình bày về mặt hoàn cảnh, tình huống dẫn tới cái việc mà các bạn cần phải soạn thoại cái email, cũng như là có thể trình bày một phần nào đó cái hiện trạng, và cũng như là có thể trình bày cái mục tiêu mà các bạn dự định hướng tới trong cái email này. Cái phần tiếp theo đó là những cái nội dung chính, thì các bạn cần trình bày theo một cái nguyên tắc là các bạn trình bày vấn đề, nguyên nhân và chúng ta sẽ đưa ra những cái đề xuất. Những cái phần nội dung chính này nó rất là linh hoạt, nó rất là đa dạng, và cũng như là những cái nội dung chính này nó sẽ cần phải đảm bảo được là các bạn cần trình bày theo co nó thứ tự, lớp lan, một cách logic. Các bạn giải thích ít thôi, các bạn dùng từ ngữ câu chữ cũng cần ngắn gọn, không dài dòng. Mình thấy có rất là nhiều bạn viết email mà nó rất là dài dòng, câu chữ nhiều, và cũng như là nó đòi hỏi chúng ta phải đi vòng vòng thì mới tới đích. Cứ trực diện, email là các bạn nên hiểu là chúng ta viết, mà viết thì đôi khi người ta sẽ lười đọc, cho nên là phải viết làm sao cho nó rõ ràng vấn đề, trực diện thẳng vào vấn đề chứ đừng có đi vòng vòng. Ngoài ra thì các bạn có thể kết hợp thêm hình ảnh, thêm diagram để mà các bạn có thể minh họa nếu cần. Về phần kết luận thì kết luận nó sẽ đề cập tới những cái quyết định cuối cùng mà các bạn muốn hướng tới trong email. Các bạn có thể đưa ra những cái đề xuất hỗ trợ, yêu cầu hỗ trợ nếu có. Ngoài ra thì đối với cái phần đề xuất hỗ trợ thì các bạn cần lưu ý về những cái từ ngữ liên quan tới yêu cầu. Các bạn có thể dùng những từ ngữ như sau. Thứ nhất là kính nhờ hỗ trợ, các bạn dùng cho cấp trên. Nhờ hỗ trợ, các bạn dùng cho đồng cấp. Kính đề nghị, các bạn dùng cho những cái tình huống mà mang tính nghiêm trọng, mang tính chúng ta hay gọi là serious, mang tính cần gấp, mang tính là yêu cầu những cái việc công, thì các bạn có thể dùng từ kính đề nghị. Tuy nhiên thì cái từ kính đề nghị này hoặc là những cái từ yêu cầu thẳng, đôi khi người đọc người ta cảm thấy hơi nhạy cảm, cho nên các bạn cũng cần lưu ý hạn chế tối đa cái việc mà các bạn sử dụng từ kính đề nghị hoặc là yêu cầu. Còn ngoài ra thì đối với cấp dưới thì các bạn có thể dùng cái từ là ok, hoặc là tôi yêu cầu bạn, hoặc là bạn A, bạn B, bạn C thực hiện công việc gì đó, vân vân. Đấy, thì cái phần kết luận này nó chủ yếu là để tóm lại là cho người ta biết được là bạn cần muốn gì trong cái email đó. Phần cuối cùng là phần cảm ơn và phần chữ ký. Thì phần cảm ơn, phần chữ ý, phần đóng email thì thường người ta dùng những cái từ ngữ ví dụ là trân trọng nè, hoặc là trân trọng cảm ơn, hoặc là cảm ơn đối tượng nào đó đã giúp đỡ cho bạn một cái công việc gì đó. Ngoài ra thì đối với email các bạn nên đặt signature, tức là chữ ký. Chữ ký thì các bạn sẽ đặt ở cuối email. Chúng ta cùng xem một cái ví dụ để mà nắm rõ về cái email nó sẽ được làm như thế nào. Phần đầu tiên các bạn sẽ thấy là phần kính gửi. Chúng ta sẽ nêu những cái đối tượng mà chúng ta cần hướng tới, những đối tượng mà cần đọc email của chúng ta. Các bạn nên đặt những cái kiểu xưng hô như là ông bà, hay là phòng ban, hoặc là anh chị gì đó, để mà mang tính lễ phép, mang tính lịch sự. Rồi phần mở bài, các bạn dẫn vào email, các bạn dẫn theo kiểu là ok, hiện trạng nó như thế nào, tình huống nó ra sao, đang có những cái vấn đề phát sinh gì xảy ra. Phần nội dung, chúng ta sẽ phát triển cái phần mở bài đó theo hướng chi tiết, từ tổng quát tới chi tiết. Chúng ta sẽ nêu hiện trạng, chúng ta sẽ nêu vấn đề, chúng ta sẽ nêu tình huống, chúng ta sẽ nêu các cái giải pháp, chúng ta sẽ nêu những cái đề xuất của chúng ta. Và cuối cùng là kết luận lại là ok, để mà thực hiện nội dung ABCD, để mà đảm bảo được cái yêu cầu, để mà đảm bảo được một cái chuyện gì đó, đảm bảo được cái nội dung email, thì chúng ta cần phải làm gì, chốt lại. Và cuối cùng là chúng ta sẽ trân trọng và cảm ơn. Ngoài ra thì các bạn sẽ có cái phần chữ ký. Những cái điểm mà các bạn cần lưu ý khi mà các bạn xử lý email. Các bạn nên hiểu là email nó là cũng là một cái công cụ giao tiếp, và nó thể hiện rất rõ về mặt thái độ và trình độ của người viết email. Cho nên là đừng có viết một cách hời hợt, đừng có viết một cách lung tung, đừng có viết đại, đừng có viết một cách không có được cái sự chăm chút về mặt nội dung. Cũng như là trước khi các bạn gửi email thì nó giống như chúng ta xử lý bất kỳ một công việc nào, chúng ta cũng phải đọc lại, review lại để mà chúng ta có thể đảm bảo được cái email đó được gửi tới đúng người, được gửi tới những cái nội dung cần thiết. Email đòi hỏi phải rõ ràng, có thứ tự đáp lan chứ không được dài dòng. Lưu ý, đối tượng người nhận để sử dụng mà nội dung câu chữ một cách phù hợp ha. Các bạn không thể nào sử dụng từ ngữ teen, từ ngữ theo kiểu là nói chuyện, từ ngữ theo kiểu bất kính đối với những người bề trên. Trong quá trình mà các bạn làm thì tốt nhất là các bạn hãy dùng từ ngữ một cách chung, một cách lịch sự, và đôi khi từ ngữ nó hơi học thuật một tí trong quá trình các bạn viết email. Email nó đại diện cho các bạn thì hãy viết nó một cách thực sự rõ ràng, viết nó trên một cái sự lịch sự, sự tôn trọng với người đọc. Ngoài ra thì các bạn có thể lưu trữ lại những cái email các bạn đã gửi, những email các bạn đã viết ở một cái folder nào đó để mà chúng ta có thể dùng lại khi cần thiết. Nói tóm
Hello, đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục series về ITBA Documentation. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về việc viết email. Viết email nó là một trong những cái yêu cầu rất là thông dụng. Đó là một trong những cái yêu cầu. Viết email đó là một trong những cái yêu cầu công việc, một trong những cái kỹ năng cần có, cũng như là cái việc viết email đó là một trong những cái nhiệm vụ nó khá là thường xuyên. Một trong những cái công việc khá là thường xuyên hàng ngày, gần như là có thể đôi khi ngày nào các bạn cũng có thể viết email cả. Cho nên cái việc mà chúng ta trang bị những cái kỹ năng liên quan tới viết email sao cho nó đầy đủ, rõ ràng, có thứ tự lấp lan, đó là một trong những cái kỹ năng gần như là bắt buộc phải có của bất kỳ bạn nào. Không nhất thiết các bạn phải làm ITBA thì các bạn mới sử dụng email, mà còn rất là nhiều công việc khác các bạn cần phải đảm bảo được cái hệ quả, đảm bảo được cái hiệu quả trong việc mà các bạn viết email để mà chúng ta có thể thực hiện công việc một cách nó trọn vẹn, một cách nó đầy đủ và hoàn thành công việc được giao. Các bạn sẽ thấy là tại sao chúng ta phải viết email. Thứ nhất là chúng ta trong quá trình làm việc, chúng ta cần phải trao đổi, xác nhận thông tin trong quá trình các bạn làm việc nè, các bạn làm dự án nè. Thứ hai, các bạn sẽ cần sự tư vấn góp ý các cái nội dung nghiệp vụ. Tại vì nếu như các bạn tư vấn góp ý theo kiểu là truyền miệng, theo kiểu là nói chuyện á, thì dẫn tới là đôi khi các cái nội dung nó không có được lưu trữ lại. Các bạn sẽ bị quên, các bạn sẽ bị sót, cũng như là trong trường hợp các bạn cần tìm lại thì cái tài liệu nó sẽ không có được đầy đủ. Cho nên việc mà chúng ta trao đổi qua email, việc mà chúng ta tư vấn góp ý qua email, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể lưu trữ lại cái thông tin đó. Ngoài ra thì một trong những yếu tố mà các bạn thấy là chúng ta trong quá trình làm dự án, nếu như các bạn chỉ nói chuyện nhiều, các bạn chỉ sử dụng các phương thức mà vocal, các phương thức nói chuyện, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta không thể nào lưu vết lại các cái nội dung mà chúng ta trao đổi. Điều này sẽ dẫn tới là những cái vấn đề quay xe, những vấn đề lật lọng, những vấn đề kiện cáo. Cho nên là email đó là một trong những cái công cụ rất là hữu dụng trong việc mà lưu vết lại các cái nội dung trao đổi, đảm bảo bằng chứng khi mà xảy ra bất kỳ một cái tranh chấp nào. Ngoài ra thì email cũng là một cái công cụ để mà các bạn yêu cầu bất kỳ một cái bên nào đó người ta xử lý công việc làm sao cho nó mang tính chính quy, mang tính là official để mà chúng ta có thể hoàn thành cái công việc mà chúng ta mong muốn. Các cái thành phần của email nó bao gồm những thành phần như thế nào? Các cái thành phần chính của email bao gồm là đối tượng nhận, phần mở bài, phần nội dung chính, phần kết luận hoặc là yêu cầu một cái công việc, một cái nghiệp vụ nào đó, phần gửi lời cảm ơn và phần chữ ký của email đó. Đầu tiên là đối tượng nhận. Thì đối tượng nhận thì các bạn cần phải xác định rõ các cái đối tượng mà các bạn muốn gửi để mà các bạn đưa vào mục to trong cái việc mà các bạn đưa các cái địa chỉ email. Còn các cái mục CC thì chúng ta chỉ là những cái đối tượng đọc thêm, những cái đối tượng cần biết thông tin mà thôi. Thì thường á, đối với những cái đối tượng nhận, người ta thường dùng những cái kính ngữ để mà mở đầu, để mà chúng ta giống như là trong công việc hàng ngày, trong cái giao tiếp hàng ngày, các bạn sẽ thấy là chúng ta luôn có cái sự kính ngữ trong quá trình chào hỏi với nhau rồi chúng ta bắt đầu câu chuyện á. Thì email nó cũng là một kiểu giao tiếp tương tự như nói chuyện thôi, cho nên là chúng ta cũng cần có những cái sự mở đầu. Thì chúng ta sẽ có những cái dạng kính ngữ như sau. Thứ nhất là kính ngữ theo kiểu là kính gửi. Các bạn sẽ dành cho các cái tình huống cần sự kính trọng, tôn trọng hoặc là cho cấp trên, cho người bề trên. Thứ hai là các bạn có thể dùng từ dear thì dùng thông dụng cho người đồng cấp hoặc là dùng cho cấp dưới hoặc là dùng một cách giao tiếp thông thường. Bản thân đôi khi á, các bạn có thể dùng từ dear cho cấp trên nữa trong trường hợp mà các bạn trao đổi một cách đơn giản, một cách bình thường thôi thì các bạn có thể dùng từ dear, không nhất thiết lúc nào cũng phải dùng kính gửi. Đôi khi kính gửi á, nó dành cho những cái tình huống nó mang tính trang trọng, nó mang tính là cần sự chuyên nghiệp thì chúng ta cần dùng từ kính gửi, còn hầu như là dùng một cách nhanh chóng thì người ta dùng từ dear là chủ yếu. Từ hai thì tốt nhất là đừng dùng từ hai cho cấp trên, dùng từ hai cho bề trên hay cấp trên nó rất là thiếu tôn trọng hoặc đôi khi là vô lễ. Các bạn nên dùng từ hai dành cho những cái tình huống đơn giản, dùng cho những tình huống đồng cấp, dùng cho những tình huống mà cho cấp dưới vân vân. Cái đối tượng gửi được trình bày thì các bạn cần theo thứ tự là đối tượng chính. Các bạn sẽ là những cái đối tượng mà chúng ta sẽ gửi trong cái phần send to á, trong email á, cái phần ghi địa chỉ cho phần to á. Rồi tiếp theo là phần CC thì những cái đối tượng đọc thêm, những cái đối tượng này có thể các bạn có thể để chữ CC trong cái phần mà kính ngữ ban đầu hoặc là có thể bỏ qua cũng được, không cần thiết. Cái này thì optional thôi. Phần tiếp theo là phần mở bài.
thì bất kỳ cái email nào nó cũng phải có cái sự mở mở bài của nó cũng phải bất kỳ email nào nó cũng phải có cái sự dẫn dắt câu chuyện. Thì thật ra email nó là một cái phương thức trình bày văn bản mà, cho nên là văn bản nào nó cũng có cái phần dẫn dắt câu chuyện ban đầu, chứ đâu phải là các bạn cứ nhảy vào và các bạn nói luôn tuồng đâu. Trừ trường hợp là các bạn thấy là trừ trường hợp là các bạn đang trong một cái luồng email trao đổi qua lại thì có thể các bạn bớt cái phần mở bài này. Còn nếu như các bạn đang khởi đầu, các bạn đang khởi tạo một cái luồng email mới thì cái việc mà các bạn có đầy đủ cái phần về mặt mở bài này đó là cực kỳ quan trọng. Thì cái phần mở bài này chúng ta sẽ trình bày về mặt hoàn cảnh, tình huống dẫn tới cái việc mà các bạn cần phải soạn thảo cái email, cũng như là có thể trình bày một phần nào đó cái hiện trạng, và cũng như là có thể trình bày cái mục tiêu mà các bạn dự định hướng tới trong cái email này. Cái phần tiếp theo đó là những cái nội dung chính, thì các bạn cần trình bày theo một cái nguyên tắc là các bạn trình bày vấn đề, nguyên nhân và chúng ta sẽ đưa ra những cái đề xuất. Những cái phần nội dung chính này nó rất là linh hoạt, nó rất là đa dạng, và cũng như là những cái nội dung chính này nó sẽ cần phải đảm bảo được là các bạn trình bày đầy đủ những cái nội dung mà các bạn cần phải viết. Các bạn cần trình bày theo co nó thứ tự, lớp lang một cách logic. Các bạn giải thích ít thôi. Các bạn dùng từ ngữ câu chữ cũng cần ngắn gọn, không dài dòng. Mình thấy có rất là nhiều bạn viết email mà nó rất là dài dòng, câu chữ nhiều, và cũng như là nó đòi hỏi chúng ta phải đi vòng 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 thì mới tới đích. Cứ trực diện, email là mấy bạn nên hiểu là chúng ta viết, mà viết thì đôi khi người ta sẽ lười đọc, cho nên là phải viết làm sao cho nó rõ ràng vấn đề, trực diện thẳng vào vấn đề chứ đừng có đi vòng vòng. Ngoài ra thì các bạn có thể kết hợp thêm hình ảnh, thêm diagram để mà các bạn có thể minh họa nếu cần. Về phần kết luận thì kết luận nó sẽ đề cập tới những cái quyết định cuối cùng mà các bạn muốn hướng tới trong email. Các bạn có thể đưa ra những cái đề xuất hỗ trợ, yêu cầu hỗ trợ nếu có. Ngoài ra thì đối với cái phần đề xuất hỗ trợ thì các bạn cần lưu ý về những cái từ ngữ liên quan tới yêu cầu. Các bạn có thể dùng những từ ngữ như sau. Thứ nhất là kính nhờ hỗ trợ, các bạn dùng cho cấp trên. Nhờ hỗ trợ các bạn dùng cho đồng cấp. Kính đề nghị, các bạn dùng cho những cái tình huống mà mang tính nghiêm trọng, mang tính chúng ta hay gọi là serious, mang tính cần gấp, mang tính là yêu cầu những cái việc công, thì các bạn có thể dùng từ kính đề nghị. Tuy nhiên thì cái từ kính đề nghị này hoặc là những cái từ yêu cầu thẳng thì nó sẽ khá là nhạy cảm, mà đôi khi người dùng và đôi khi người đọc người ta cảm thấy hơi nhạy cảm, cho nên các bạn cũng cần lưu ý hạn chế tối đa cái việc mà các bạn sử dụng từ kính đề nghị hoặc là yêu cầu. Còn ngoài ra thì đối với cấp dưới thì các bạn có thể dùng cái từ là ok, tôi yêu cầu bạn, tôi bạn hoặc là tôi yêu cầu bạn hoặc là bạn A, bạn B, bạn C thực hiện công việc gì đó vân vân. Đấy thì cái phần kết luận này nó chủ yếu là để tóm lại là cho người ta biết được là bạn cần muốn gì trong cái email đó. Phần cuối cùng là phần cảm ơn và phần chữ ký. Thì phần cảm ơn, phần chữ ký, phần đóng email thì thường người ta dùng những cái từ ngữ ví dụ là trân trọng nè, hoặc là trân trọng cảm ơn, hoặc là cảm ơn đối tượng nào đó để mà đã giúp đỡ cho cái hoặc là cảm ơn đối tượng nào đó đã giúp đỡ cho bạn một cái công việc gì đó. Ngoài ra thì đối với email các bạn nên đặt signature, tức là chữ ký. Chữ ký thì các bạn sẽ đặt ở cuối email, và cũng như là chữ ký nó sẽ nêu những cái vấn đề, cũng như là chữ ký nó sẽ nêu những cái vấn nó cũng sẽ nêu những cái nội dung như là tên, chức danh, thông tin liên hệ vân vân. Chúng ta cùng xem một cái ví dụ để mà nắm rõ về cái email nó sẽ được làm như thế nào. Các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ bắt đầu bằng phần kính gửi ông bà, kính gửi anh chị, kính gửi phòng ban gì đó để mà nêu cái nội dung chúng ta cần phải. Phần đầu tiên các bạn sẽ thấy là phần kính gửi, chúng ta sẽ nêu những cái đối tượng mà chúng ta cần hướng tới, những đối tượng mà cần đọc email của chúng ta. Thì các bạn nên đặt những cái vấn những cái đầu các bạn nên đặt những cái kiểu xưng hô như là ông bà hay là phòng ban hoặc là anh chị gì đó để mà mang tính lễ phép, mang tính lịch sự. Rồi phần mở bài, các bạn dẫn vào email, các bạn dẫn theo kiểu là ok, hiện trạng nó như thế nào, tình huống nó ra sao, đang có những cái vấn đề phát sinh gì xảy ra. Phần nội dung, chúng ta sẽ phát triển cái phần mở bài đó theo hướng chi tiết, từ tổng quát tới chi tiết. Chúng ta sẽ nêu hiện trạng, chúng ta sẽ nêu vấn đề, chúng ta sẽ nêu tình huống, chúng ta sẽ nêu các cái giải pháp, chúng ta sẽ nêu những cái đề xuất của chúng ta. Và cuối cùng là kết luận lại là ok, để mà thực hiện nội dung ABCD để mà đảm bảo được cái yêu cầu, để mà đảm bảo được một cái chuyện gì đó, đảm bảo được cái nội dung email thì chúng ta cần phải làm gì, chốt lại và cuối cùng là chúng ta sẽ trân trọng và cảm ơn. Ngoài ra thì các bạn sẽ có cái phần chữ ký nêu về mặt giới tính, tên gọi, các thông tin liên hệ để mà những cái người liên quan người ta có thể liên hệ bạn nếu cần.
Những cái điểm mà các bạn cần lưu ý khi mà các bạn xử lý email. Các bạn nên hiểu là email nó là cũng là một cái công cụ giao tiếp và nó thể hiện rất rõ về mặt thái độ và trình độ của người viết email. Cho nên là đừng có viết một cách hời hợt, đừng có viết một cách lung tung, đừng có viết đại, đừng có viết một cách không có được cái sự chăm chút về mặt nội dung. Cũng như là trước khi các bạn gửi email thì nó giống như chúng ta xử lý bất kỳ một công việc nào, chúng ta cũng phải đọc lại, review lại để mà chúng ta có thể đảm bảo được cái email đó được gửi tới đúng người, được gửi tới những cái nội dung cần thiết. Email đòi hỏi phải rõ ràng, có thứ tự đáp lan chứ không được dài dòng. Lưu ý đối tượng người nhận để sử dụng mà nội dung câu chữ một cách phù hợp ha. Các bạn không thể nào sử dụng từ ngữ teen, từ ngữ theo kiểu là nói chuyện, từ ngữ theo kiểu bất kính đối với những người bề trên. Và cũng như thật ra đối với yêu cầu của mình á, trong quá trình mà các bạn làm thì tốt nhất là các bạn hãy dùng từ ngữ một cách chung, một cách lịch sự, và đôi khi từ ngữ nó hơi học thuật một tí trong quá trình các bạn viết email. Đừng có viết email một cách kiểu hời hợt, đừng có viết email một cách như những cái đừng có viết email theo một cái kiểu giống như là viết đài, viết cho có. Hãy viết email nó đại diện cho các bạn thì hãy viết nó một cách thực sự rõ ràng, viết nó trên một cái sự lịch sự, sự tôn trọng với người đọc. Ngoài ra thì các bạn có thể lưu trữ lại những cái email các bạn đã gửi, những email các bạn đã viết ở một cái folder nào đó để mà chúng ta có thể dùng lại khi cần thiết. Nói tóm lại thì thật sự là email nó là một cái công cụ rất là hữu dụng trong quá trình các bạn làm việc. Nó giúp cho chúng ta trao đổi thông tin, nó giúp cho chúng ta lưu vết lại những cái nội dung trao đổi, nó giúp cho chúng ta yêu cầu một cái công việc nào đó với một bên thứ ba. Ngoài ra thì email như mình đã nói, nó cũng thể hiện cái thái độ và cái trình độ của người viết. Cho nên á, các bạn viết email, các bạn phải chăm chút nó. Các bạn email, các bạn phải sử dụng nó một cách lịch sự, một cách chuyên nghiệp, chứ không được sử dụng một cách hời hợt, sử dụng một cách kiểu giống như là làm đại. Và cũng như á, đối với email thì nguyên tắc của mình đó là phải luôn viết email một cách ngắn gọn, trực diện, thẳng vào vấn đề, chứ đừng có dài dòng, đừng có đi vòng vòng. Tại vì email là viết chữ, mà viết chữ thì rất nhiều người ta lười đọc, người ta chỉ muốn đi thẳng vào vấn đề, bạn cần gì, bạn muốn cái gì, thay vì là các bạn cứ đi nói trên trời dưới đất, nói vòng vòng ha. Thì hy vọng qua cái bài này thì sẽ giúp cho các bạn có thể viết một cái email một cách hiệu quả và đảm bảo cái chất lượng công việc của các bạn. Hai lúa cho các bạn.